Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục chơi và kiếm tiền với anh em trên cái con game có tên là Bing Bot. Với số vốn của mình hôm nay đang có là 7.588.000 nha anh em nhá. Anh em nào mà thích chơi game cũng như là muốn trải nghiệm kiếm tiền thì anh em có thể là ấn vào phần mô tả của mình. Đây là một con game nạp rút 1-1 và min rút của nó chỉ có 100.000 thôi. Anh em có thể là lựa chọn chơi rất là nhiều game ở trên này nha anh em nhá. Từ quay thú này, siêu xe này, Super trái cây, đỏ đen, săn cá hoặc là rất là nhiều trò chơi khác. Hiện tại là mình đang thấy là nó đang có cái sự kiện Giáng sinh này. Anh em có thể là tham gia cái sự kiện Giáng sinh này để có thể là nhận được tiền thưởng các anh em nhá. Tiền thưởng tối đa thì anh em thấy là sẽ được khoảng 2.888.000, rất là cao đấy anh em ạ. Anh em thấy là thời gian để anh em có thể là nạp tiền tích lũy là từ ngày 24 đến ngày 25 nhá anh em nhá. Và với số tiền của mình đang có trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi game cũng như là bắt cầu với anh em trên cái con game đấu long hổ đây. Đây là một con game đối chiến chơi kiếm tiền khá là dễ anh em. Rồi ok, mình sẽ xem qua cầu, hiện tại là cầu về hòa rồi. Anh em nào mà chơi cầu hòa thì anh em sẽ được tỷ lệ là x8, còn nếu mà anh em đánh cầu long hay là đánh cầu hổ thì anh em sẽ được tỷ lệ là x2 nhá anh em nhá. Có nghĩa là anh em đặt 100.000 ăn tiền thì anh em sẽ lên được khoảng 200.000. Đấy. Nhưng mà sẽ bị trừ mất tiền phí nữa anh em ơi. Rồi ok, làm quả đầu tiên 500.000 ở bên hổ đi. Ui giỏi, không được rồi. Lúc nãy nó vừa giao gì xong bên long vẫn giao gì anh em ạ. Ê chứ lị. Đây đầu tiên mà thấy mất tiền rồi anh em. Nhỏ rồi đấy. Theo cầu tiếp đi. 800 nhé anh em nhá. Hôm nay chơi theo chiến thuật theo theo cầu và đánh gấp thép cho anh em xem là có thể là kiếm được tiền hay không. Cầu về gì mình sẽ theo cầu đấy nhá anh em ơi. Đừng có bảo là mẹ đánh long về hổ, đánh hổ về long anh em ạ. Thì đèn lắm. 4 điểm hổ. Một. Úi trời ơi, vẫn ăn tiền anh em ơi. 4 điểm cũng ăn tiền, quá đỏ luôn. Quả đấy là ra 2 điểm là cũng ăn tiền anh em ạ. Con một là con nhỏ nhất trong cái con game đấu long hổ này rồi nên là cũng không phải lo anh em. Rồi ok, quả này đánh cầu bẻ đi, 800.000. Hai cầu long rồi thì bẻ cầu luôn anh em. Anh em thấy chưa, gì hổ đã là 18 triệu rồi anh em ạ. 21 triệu luôn. Quá nhiều người đánh cầu bẻ quả này luôn nhé anh em ơi. Mấy đây, 5 điểm hổ. Ui trời ơi, ngon lành. Lại ăn được thêm một tay 800 nữa anh em ạ. Anh em thấy là 7 triệu rưỡi lên được 8 triệu 6 rồi, lên tiền khá là nhanh anh em. Tại là mình đánh cũng hơi bị to đấy anh em ạ. Toàn tay về mè 500, 800 nghìn thôi. Tay này thì vẫn tiếp tục theo cầu ở bên hổ đi. Lại là tay 500 nhé anh em ơi. Trời, cứ kiếm khoảng cho anh em khoảng 2 triệu là ngon anh em. 6 cả. Úi trời ơi. Lại tiếp tục vú tiền luôn anh em ơi. Quá là đỏ luôn đấy. Rồi 9 triệu mốt rồi. Làm nốt một tay nữa là số lãi thôi anh em. Cầu đi 22 rồi. Đánh quả bên long này đi. Ăn cho anh em khoảng hai tay nữa thôi thì mình sẽ nghỉ đấy anh em ơi. Chơi này là chủ yếu là ăn non thôi anh em ạ. Chứ còn chơi mà ngồi lâu khoảng 10-20 phút mà anh em không chịu ra chốt lãi là dễ hết tiền lắm anh em ạ. Rồi lại tiếp tục ăn tiền này. Bắt cũng ok phết đấy anh em ạ. Chứ cũng không có kém gì đâu anh em. Nhưng mà mình đặt có tay 300 nghìn thôi. Tại vì mình sợ là ăn thông cho anh em khoảng 2-3 tay rồi sợ mất anh em ạ. Nên là phải đánh nhỏ thôi. 9 triệu tư này, 9 triệu tư thì mình sẽ đánh ở bên cầu long tiếp tục nha anh em nhá. Tay này đánh 200 thôi anh em. 200 rồi. 10 hố. Ui trời ơi. Hôm nay chơi nào khét thế anh em nhỉ. Mất đúng tay đầu tiên. 9 triệu 6 rồi. Có cố được lên 10 triệu anh em. Đang đỏ đi cầu 22 đẹp làm phát tiếng 10 triệu đi. 10 triệu anh em ạ. Cố. Quả này đánh ở bên long tiếp đi, 500 nghìn. Làm thêm quả kéo phát anh em, sợ gì đúng không? Mấy di hổ. Ui giời ơi, đánh mẹ mày chơi thế này thì đỡ sao được anh em. 10 triệu 095 nghìn. Trời, quá đỉnh cao luôn anh em ạ. Rồi ok, hôm nay là chơi đỏ nên là dừng sớm nhé anh em nhá. Ra chốt lại ăn non cho anh em, kiếm được cho anh em là từ 7 triệu rưỡi lên được 10 triệu là lãi được khoảng 2 triệu rưỡi anh em. Quả này mình đang đoán là về hổ đấy anh em. Đúng là lúc mà đỏ vừa thì anh em thấy bắt cầu thông mẹ mẹ ăn 5-6 tay luôn anh em ạ. Quá là đỉnh luôn anh em ơi. Anh em nào mà thích chơi cũng như là muốn trải nghiệm kiếm tiền thì có thể là tải theo đường link của mình để có thể là ủng hộ mình nhé anh em nhá. Chốt lãi cho anh em trong ngày hôm nay là ăn non thế thôi anh em trên cái con game Long Hổ. Anh em nào mà không thích chơi cái trò này thì anh em cũng có thể là lựa chọn rất là nhiều trò khác nhau ở trên này nhé anh em nhá. Anh em cũng có thể là tham gia cái sự kiện ở trên này. Đây, anh em ấn vào phần sự kiện thì anh em thấy là sẽ có cái tiền
quà thành viên mới anh em. Nếu mà anh em nào mà tạo tài khoản mới ấy, anh em nạp tiền thì anh em cũng sẽ nhận được tiền thưởng này. 100.000 thì thưởng được 38.000, 1 triệu thì sẽ được thưởng là 128.000 nhá anh em nhá. Còn ở phần báo danh nhận quà này hoặc là xu chia sẻ này thì nó cũng giống như kiểu con game I win, they win, they win thôi anh em. Đấy, còn phần gift code này thì anh em có thể là tải đúng theo đường link của mình rồi xin gift code ở trong cái nhóm Tele để có thể là nhận cái gift code free 20k nhé anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau của mình trên kênh nhá.